Đại học Syracuse nướng thịt trên dung nham núi lửa nhân tạo, tin từ New York. Viện đại học Syracuse ở New York đã nấu thành công món thịt nướng trên dung nham núi lửa nhân tạo vào tháng 8 năm ngoái và một video ghi lại quá trình thực hiện công đoạn nấu ăn tuyệt vời này hiện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trên mạng. Giáo sư Robert Wisocki và nhóm nghiên cứu tại Đại học Syracuse ở New York đã mất khoảng 60 giờ để làm tan chảy một chiếc lò đồng lớn, tạo dung nham chảy kéo dài 7 cho đến 9 phút, sau đó đầu bếp cùng dùng nhiệt độ của dung nham để nướng thịt. Miếng thịt sau khi nướng được đầu bếp đánh giá là ngon nhất bởi vì dung nham là nhiệt tinh khiết, thịt nướng sẽ chín đều và nhanh chóng. Thí nghiệm tạo núi lửa nhân tạo để nướng thịt là một phần của dự án Syracuse University Lava do giáo sư Robert Wysocki kết hợp với nhà địa chất học Jeffrey Carson nghiên cứu sau nhiều năm.